Như vậy là derby hoa hồng ở mùa giải năm nay đã chính thức khép lại. Lượt đi, Man United hủy diệt Leeds với tỷ số 5-1 tại Old Trafford. Còn lượt về, họ cũng nghiền nát đối thủ với tỷ số 4-2 trên sân Elland Road. Đã lâu lắm rồi, đội bóng áo đỏ thành Manchester mới chơi tưng bừng đến vậy. Vì không chỉ về khía cạnh kết quả chung cuộc, nó còn là những gì diễn ra trên sân cỏ. Vâng, một chiến thắng giúp họ bỏ lại đội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League và tràn đầy hy vọng trong cuộc đua top 4 mùa này. Bây giờ, xin hãy cùng Random Football đến với chuyên mục bình luận sau trận đấu quen thuộc trước khi cùng đến với một bài văn mẫu chảy nước của tác giả chính trên kênh YouTube này. Bước vào màn so tài trên sân Elland Road, các vị khách Man United không thể đưa Raphael Varane vào đá chính, có thể vì anh chưa hồi phục hoàn toàn vấn đề về dạ dày. Nhưng hóa ra, Victor Lindelof lại mang đến một niềm hứng khởi mới cùng Harry Maguire ở trung tâm hàng tiền vệ. Chơi lấn lướt đội chủ nhà ngay khi bóng lăn và cho đến phút 25, suýt chút nữa Ronaldo đã mở điểm sau một tình huống đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, người hâm mộ Man United cũng không phải chờ quá lâu cho bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 34, bầy quỷ đỏ đã làm tung lưới đối phương. Vâng, lần đầu tiên ở mùa giải năm nay họ ghi bàn sau tình huống phạt góc. Lần này Harry Maguire không làm chúng ta thất vọng với quả đánh đầu chính giữa cầu môn và thêm một pha ăn mừng trượt cỏ đẳng cấp hơn Arjen Robben vì anh không bị chấn thương sau khi đứng dậy. Càng chơi càng hay, Man United nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ giải lao. Victor Lindelof bất ngờ đi bóng như một tiền vệ cánh, sộc thẳng vào khu vực trung lộ rồi gẩy sang phải cho Jadon Sancho, người tung ra quả treo bổng để Bruno Fernandes tiếp tục hạ gục Leeds bằng một quả đánh đầu cận thành. Tỷ số 2-0 có vẻ an toàn và người hâm mộ quỷ đỏ bắt đầu gáy sớm trên các trang mạng xã hội. Nhưng niềm vui đó ngắn chẳng tày gang. Chỉ trong vòng đúng 60 giây, từ 52 phút 13 đến 53 phút 12, đội chủ nhà đã ghi liền hai bàn thắng để san bằng cách biệt quá chóng vánh. Đầu tiên, Rodrigo tạt quả bóng đi quá tầm nhưng cũng qua luôn tầm kiểm soát của David De Gea, đưa bóng bay vào lưới quá khó tin. Sau đó đến lượt Daniel James tri ân đội bóng cũ với tình huống đưa vào trong để đồng đội đưa derby hoa hồng trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, trong một ngày mà Man United ghi bàn từ một pha phạt góc rồi cặp trung vệ của họ đánh mất chính mình như vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra. Phút 69, đại đế Fred nâng tỷ số lên thành 3-2 sau cú đá phải nói là Roberto Carlos cũng sẽ nể anh vài phần vì lực đi của trái bóng chẳng khác nào rocket 1 giờ. Quá nhanh, quá mạnh và quá nguy hiểm là những gì người ta đang nói về chàng tiền vệ sở hữu cặp bóng vàng to nhất giới cầu thủ. Cho đến những phút cuối, tiền đạo trẻ Anthony Elanga khép lại ngày thi đấu tưng bừng khói lửa của Man United bằng tình huống đặt lòng chuẩn xác ấn định tỷ số 4-2. Nhưng trước đó là tình huống cosplay pha bóng kinh điển mà Dennis Bergkamp tạo ra trong màu áo Arsenal. Vâng, Bruno Fernandes đỡ bóng bằng gót chân qua đầu đối phương, nhưng anh truyền cho đàn em gốc Thanh Hóa thay vì chọn cách dứt điểm luôn. Chung cuộc, 4-2 là tỷ số cuối cùng. Man United tiếp tục giấc mơ Champions League, còn Leeds sau tất cả vẫn chỉ là một đội trụ hạng và nhiều khả năng không còn được thầy Marcelo Bielsa dẫn dắt ở mùa giải tới. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần phát biểu của các vị huấn luyện viên trong buổi phỏng vấn chớp nhoáng trên đài Sky Sports. Thuyền trưởng Marcelo Bielsa thừa nhận mối quan tâm về số bàn thắng mà Leeds phải nhận sau thất bại trước Manchester United. Ông nói, tôi không thể không lo lắng, chúng tôi đã để thủng lưới 50 bàn và làm sao tôi không cảm thấy có trách nhiệm. Số bàn thua không liên quan đến sự yếu kém của hàng phòng ngự. Các vấn đề cơ bản nằm ở việc thu hồi bóng ở giữa sân khi thiếu Calvin Phillips, Koch và Pascal là các tiền vệ phòng ngự khác. Trong hiệp 2, chúng tôi phải đưa Pascal trở lại hàng thủ và do không có 3 cầu thủ có thể làm chức năng đó, thành phần của hàng tiền vệ thiếu đi sự bao bọc và điều đó khiến chúng tôi đứt nhị trước United. Trong khi đó, huấn luyện viên Rangnick chia sẻ, đây là một trận đấu căng thẳng và nếu bạn là một người theo dõi trung lập, thì một tiếng rưỡi đã qua quả thực vô cùng giải trí. Tôi nghĩ có vài phút mà nhịp độ trên sân chậm lại. Chúng tôi mất khoảng 10 đến 15 phút đầu để nhập cuộc. 30 phút sau đó thì chúng tôi đã làm khá tốt khi tạo ra áp lực về phía họ. Phần lớn thời gian hiệp 1, chúng tôi kiểm soát không gian và đẩy Leeds sâu về phần sân nhà. Thành quả là đội đã dẫn trước 2-0, có thể đã là 3 hoặc 4-0.
Khi bước vào giờ nghỉ, đương nhiên chúng tôi biết họ sẽ tấn công dồn dập hơn và thi đấu quyết liệt hơn. Tôi tin rằng Rodrigo không hề có ý định ghi bàn từ khoảng cách đó, nó chỉ tới một cách bất ngờ. Và rồi trong vòng chưa tới 2 phút, bỗng nhiên tỷ số là 2 đều. Mất khoảng 5 phút để chúng tôi sốc lại bản thân và phản ứng của cả đội trước diễn biến trên là rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thể hiện sự điềm đạm và đoàn kết trên sân. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì cả đội đã trình diễn. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có lẽ Jadon Sancho là người xứng đáng nhất. Anh không ghi bàn nhưng có đến 2 pha kiến tạo và có thể phải là 3 hoặc 4 nếu các đồng đội tận dụng tối đa những tình huống thả bóng đẳng cấp của cựu tiền đạo Borussia Dortmund. Và nếu là một khán giả xem đá bóng đủ tinh tế, bạn sẽ nhận ra đây là tài năng thuần khiết bậc nhất nước Anh. Từng pha chạm bóng, từng pha dê dắt, từng pha chọc khe của Sancho thực sự rất tinh tế. Và điều này chắc chắn vẫn còn tiếp diễn rất nhiều trong tương lai. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau Derby Hoa Hồng. Thứ nhất, đây là trận đấu chứng minh được một điều không mấy vui vẻ, đó là cái thời của Ronaldo đã qua. Không phải vì anh không thể ghi bàn, mà trong một trận đấu giàu thể lực, hai bên liên tục chơi pressing điên cuồng. Có thể thấy CR7 không thể hiện được mình. Điều này đúng khi nhìn vào tuổi tác của anh. Tuy nhiên, vấn đề đó cũng chỉ cho thấy tiền đạo sinh năm 1985 gặp khó khăn chứ chưa hoàn toàn khiến anh vô dụng. Nhìn chung, Ronaldo hay Messi là những mẫu cầu thủ cần được cơm bưng nước rót để tỏa sáng nhiều nhất có thể. Nhưng đội hình Man United hay Juventus chưa ở cái tầm như Real Madrid và điều đó khiến CR7 buộc phải gánh thêm nhiều nhiệm vụ để rồi không thể ghi nhiều bàn như xưa. Có thể Ronaldo sẽ ra đi vào mùa hè, nhưng nếu vẫn trụ lại Old Trafford, có thể đó là thời điểm Man United sẽ mua thêm rất nhiều cầu thủ giỏi ở hàng tiền vệ. Thứ hai, khi nhắc đến cầu thủ đạt phong độ cao nhất của Man United hiện nay, người ta chắc chắn phải nghĩ đến Jadon Sancho. Nhưng nếu nói về cầu thủ quan trọng nhất, bạn sẽ không thể bỏ qua Bruno Fernandes. Đừng nói về các tình huống kiến tạo hay ghi bàn, khả năng di chuyển khắp mặt sân của cựu ngôi sao Sporting Lisbon quả thực rất đáng nể. Anh luôn là người chạy nhiều nhất, và đó là lý do vì sao huấn luyện viên nào cũng thích Bruno Fernandes. Tất nhiên, vẫn có nhiều ý kiến chê bai cầu thủ sinh năm 1994 vì anh chưa giành được các danh hiệu lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu sẽ luôn được đá chính bất kể phong độ lên xuống ra sao. Hãy để ý, số lần Bruno Fernandes dự bị rất ít và dù thời Ole hay Rangnick thì anh vẫn luôn là nhân tố không thể bỏ qua. Thế nên hãy thôi việc chỉ trích mà hãy công nhận tài năng của một cầu thủ bóng đá đơn thuần. Đừng vì anh ta chơi cho Man United và chúng ta có thể lấy đó làm lý do để chỉ trích. Điều đó thì thật thiếu văn minh. Thứ ba, mùa này Leeds chơi quá tệ so với hai mùa trước. Họ hiện chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng và cách nhóm xuống hạng không quá xa. Mục tiêu dự cúp châu Âu như ý nguyện của ban lãnh đạo đội bóng có lẽ là quá tầm vì lực lượng không đủ tốt. Trong khi các đối thủ cũng dần bắt được bài mà huấn luyện viên lão làng Marcelo Bielsa áp dụng cho đại diện đến từ vùng Yorkshire. Trước đó vài tháng có nhiều thông tin cho rằng Leeds sẽ chia tay chiến lược gia người Argentina, phần vì hai bên đã dần cạn ý tưởng, phần vì Bielsa năm nay cũng đã ngoài thất tuần, đội tuổi cần được nghỉ ngơi cho quãng đời còn lại. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, thì Leeds cũng chỉ là đội bóng tầm trung bình ở Premier League, nhưng điều đó cũng tốt hơn nhiều so với thời điểm họ xuống hạng vào đầu thế kỷ 21. Thứ tư, ngay từ trận hòa Southampton, chúng tôi đã cảm thấy Man United cải thiện rất nhiều, và điều này thực tế là không sai cho đến thời điểm hiện tại. Danh hiệu là điều xa vời, hoặc chí ít là chưa thực tế. Nhưng chỉ cần đội chủ sân Old Trafford thi đấu cho đúng như một đội bóng bình thường đã là điều rất tích cực. Bây giờ, họ rất khó thất bại với hàng tấn công biến ảo, dù nó còn phụ thuộc vào niềm cảm hứng Jadon Sancho. Trước Leeds, nếu tinh tế hơn nữa, có lẽ Man United phải ghi đến 6 bàn, mặc dù 4 tình huống xé lưới đội chủ nhà cũng là đủ để họ giành chiến thắng. Vào giữa tuần, khi làm khách trên sân Wanda Metropolitano, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu bạn được chứng kiến Man United chơi tấn công trước Atletico Madrid. Đội bóng sẽ được mổ băng trong ngày mai. Còn bây giờ, hãy đến với đoạn văn mẫu đã nêu ở đầu chương trình trước khi khép lại buổi bình luận vui vẻ hôm nay. Fan Man United ở Việt Nam hiện nay là địa đầu của mọi sự phát triển. Có thể nói, họ là vua chúa trong xã hội, vừa có tiền, có quyền, lại được xã hội trọng vọng. Thằng em mình học Remit, sinh năm 2000.
nghe đâu mỗi tối mỗi ngày có người cơm bưng nước rót, ở nhà hát hò ầm ĩ. Làm việc part-time công ty vẫn trả full lương, nhưng thu nhập chính vẫn là trợ cấp dành cho fan MU. Tiền tươi thóc thật, không phải đóng thuế. Mới đi làm 3 tuần mà nó đã mua được iPhone 13 Pro Max. Hôm qua Man United thắng Leeds cái, nó được thưởng thêm vài triệu. Nghĩ mà thèm nhỏ dãi. Gái gú thì cứ nghe nó bảo fan MU là chảy nước. Con bé kia dân du học sinh Úc về, được chị giới thiệu làm ngân hàng VCB. Thế đéo nào, thằng đấy đi offline fan máu quỷ, gặp phải, thế là hốt được cả chị lẫn em. Bây giờ á, ba đứa nó sống chung một căn hộ cao cấp. Nhà con bé kia biết chuyện ban đầu phản đối, sau biết thằng đấy là fan MU thì đổi thái độ đột ngột. Cách ba bữa hỏi thăm, năm bữa tặng quà lấy lòng, luôn giục cưới, kẻo lỡ kẻo ngon. Got it! Got it!